Đúng rồi. Mười. Xem có cái ô mà mượn cái ô à. Ba, năm nay tao nhận được 93 được chưa? Hả? Ê! Mẹ ơi! Em mà không mượn đôi cho anh là mưa rồi. Bắt ơi! Em ơi, đứng ngồi sâu về sau này cho ba cái chiếc đi ra, coi mặt đấy, đứng ngồi sâu về sau này. Quay mặt này lên xuống ba này. Em ơi, không phải ôm ra. Lùi sâu vào đi anh ơi. Không để ý. À, em cãi không nào, quên không mang thì thôi chứ làm sao, cãi cái gì. Anh ơi, làm luôn đi. Sao mượn em cái mé cái ô bên kia cả? Thế ai cãi cái gì? Người ta không quên không mang thì quan cãi cái gì? Vâng, điều kiện thời tiết thì đang không ủng hộ và chúng ta sẽ cùng đến với những tiết mục Zumba đầu để mở màn cho một năm mới 2020 đến từ thôn Mai Động. Yeah.
tôi yêu bóng đá khi tôi còn đang bé thơ. Tôi mơ trong giấc mơ nhưng không thành tan vỡ. Ra sân tôi đã quên mình đôi rồi bàn tay. Quả bóng bay lên trái tim tôi không ngần ngại. Vâng, xin cảm ơn Thịnh Đình đến từ các quý vị khán giả cũng như là ban tổ chức. Điều kiện thời tiết cho dù có ảnh hưởng đôi chút đến công tác khai mạc, tuy nhiên thì tinh thần vẫn là thứ quan trọng. Chúng ta sẽ cùng đến với những tiết mục Zumba tiếp theo của bộ Zumba Mai Động. Thank you.
mời và xin trân trọng mời đội Zumba ở lại sân khấu để cùng có một chút lì xì đến từ ban tổ chức đầu năm mới. Trân trọng kính mời đại diện của ban tổ chức sẽ lên có những bó hoa tươi thắm dành tặng cho câu lạc bộ Zumba của Mai Động. Trân trọng kính mời ạ. Vâng, rất xin cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị quan khách, thưa toàn thể bà con nhân dân của thôn Mai Động. Hòa trong không khí hân hoan của cả nước chào đón Xuân Canh Tí 2020, trưởng ban tổ chức cũng như là đội bóng Mồng Niên 1997 đứng lên tổ chức giải bóng đá đồng niên thôn Mai Động chào mừng Xuân Canh Tí. Đến dự mấy buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Hữu Thủy, trưởng thôn Mai Động, cùng bên cạnh đó là đại diện các đồng niên 1978, các cầu thủ, các đội bóng, các cổ động viên của thôn Mai Động đã đến sân cổ vũ động viên tinh thần cho các đội bóng ngày hôm nay. Sau đây, trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Thủy, trưởng thôn Mai Động sẽ lên đọc phát biểu khai mạc cho giải đồng niên thôn Mai Động 2020. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân thôn nhà, đặc biệt thưa toàn thể các anh em đồng liên tham gia đội giải bóng truyền giải bóng đá Xuân Canh Tí hôm nay, thực hiện kế hoạch tổ chức lễ hội truyền thống của các thôn trong xã, hôm nay thôn Mai Động long trọng tổ chức giải bóng đá các đồng liên lần thứ hai, đặc biệt hôm nay là sân nhân tạo của thôn Mai Động. Lần đầu tiên chúng ta khai mạc, hôm nay là chính thức là ngày khai mạc sân luôn. Cũng mong toàn thể nhân dân, anh em đồng liên ủng hộ vào lễ hội truyền thống, đặc biệt là môn bóng đá. Đây là một bóng đá truyền thống của thôn nhà. Trong năm qua, chúng ta tổ chức bóng đá mini thường ở sân nhà văn hóa, đó là bóng nhựa. Thì bắt đầu từ năm nay, chúng ta sẽ chuyển sang đá sân cỏ nhân tạo. Và đặc biệt, hôm nay là một năm tròn, năm Canh Tí 2020, thì mong rằng các đồng niên sẽ phát huy hơn nữa. Năm nay đồng niên 1997, thì sang năm sẽ các đồng niên đảm nhận trách nhiệm tổ chức giải bóng đá thường niên của thôn Mai Động chúng ta. Rồi cuối cùng, tôi xin thay mặt ban tổ chức xin kính chúc các vị đại biểu, toàn thể vị khách quý và anh em đồng liên tham dự giải bóng đá năm nay một lời chúc sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Chúc giải bóng đá ra thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá Xuân Canh Tí 2020, các đồng liên chính thức bắt đầu. Vâng, rất xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Thủy, trưởng thôn Mai Động đã có những lời căn dặn và phát biểu khai mạc sau giải đấu năm nay. Sau đây, tổng kính mời các quý vị đại biểu, các quý vị quan khách cùng đại diện đồng niên 1978 sẽ lên chào cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải đấu này. Trân trọng kính mời ông ạ. Xin chào chị ông. Xin mời ông. Xin giới thiệu thêm với bà con nhân dân là năm nay đồng niên 1978 là đồng niên đăng cai lễ hội truyền thống của thôn Mai Động. Chào mừng Xuân Canh Tí 2020. Còn đồng niên 1997 là đơn vị đăng cai giải bóng đá đồng niên thôn Mai Động năm 2020.
hoan nghênh và xin thành cảm ơn ban lãnh đạo ông Nguyễn Lưu Thủy cùng ban đại diện Đồng Niên 1978. Xin kính chúc các ông các bà một năm mới an khang thịnh vượng và mạnh khỏe. Chúng ta sẽ cùng hướng đến buổi lễ trận đấu khách trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi đại diện cho cầu thủ Nguyễn Quang Hải sẽ lên đọc tuyên thệ. Cầu thủ, mời anh. Xin thay mặt ban tổ chức xin ý kiến với toàn thể nhân dân và đặc biệt các anh em tham gia đội bóng hôm nay. Năm nay năm đầu tiên tổ chức bóng đá sân cỏ nhân tạo. Năm 1997 lên bên tổ chức. Thay mặt ban tổ chức hôm nay, ban tổ chức sẽ chi hỗ trợ cho giải đấu bóng đá năm nay là 20 triệu đồng. Xin đề nghị cai Đồng Liên 1997 và đặc biệt xin đại diện Đồng Liên 1978 lên là trao hỗ trợ 20 triệu cho cai Đồng Liên 1997. Xin mời Đồng Liên 1997. Rất hoan nghênh và xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Thủy cùng với ban đại diện Đồng Liên 1978. Món lì xì đầu năm dành cho những cầu thủ 1997 đứng lên đăng cai giải đấu này. Số tiền 20 triệu đồng. Vâng, trân trọng kính mời cầu thủ Quang Hải đại diện cho Đồng Niên 1997 cùng các cầu thủ, các vận động viên tham gia này sẽ lên đọc tuyên thệ. Trân trọng kính mời. Alo, alo. Em thay mặt cho đội 1997 xin kính chúc tất cả đội bóng một năm mới an khang thịnh vượng để có một mùa giải thành công. Để có một mùa giải thành công thật sự tốt đẹp, mong các cầu thủ ta đã fair play. Tất cả các cầu thủ sẽ phải đi giày và để tránh va chạm mạnh thì sẽ hạn chế những pha bóng quyết liệt. Và sẽ điều lệ sẽ là vàng là 50.000 và thẻ đỏ là 100.000. Và chúc tất cả các đội bóng thi bóng thành công. Vâng, chân thật thì thường là đến với trái tim con người nhiều hơn. Xin cảm ơn Quang Hải và giới thiệu thêm với bà con của Mai Động là Quang Hải hiện tại thì chưa có vợ và chưa có người yêu. Và hy vọng năm nay thì anh đã dám đứng trước đám đông và phát biểu như vậy thì anh sẽ có gia đình và có người thương. Xin cảm ơn Quang Hải. Và trân trọng kính mời đại diện của tổ trọng tài. Trọng tài Nguyễn Hồng Phúc sẽ lên đọc tuyên thệ cho tổ trọng tài điều khiển giải đấu này. Trân trọng kính mời anh. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân của thôn Mai Động, đầu xuân năm mới em xin gửi lời chúc đến toàn thể nhân dân Mai Động một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe phát tài phát lộc. Tôi Nguyễn Hồng Phúc xin thay mặt cho tổ trọng tài điều hành thôn Mai Động chào xuân năm 2020 xin hứa tuyệt đối chấp hành điều lệ giải, hai điều hành các trận đấu một cách công bằng khách quan, góp phần vào thành công chung của giải đấu. Xin hứa. Xin chân thành cảm ơn trọng tài Nguyễn Hồng Phúc. Và bây giờ sẽ là trịnh tình đáp lại những sự ưu ái đến từ ban đại diện Đồng Niên 1978 và ông trưởng thôn Nguyễn Như Thủy. Trân trọng kính mời đại diện Đồng Niên 1978, ông trưởng thôn Nguyễn Thủy sẽ lên sân khấu để nhận bó hoa tươi thắm lời cảm ơn của Đồng Niên 1997 cùng toàn thể các đội bóng tham dự hôm nay. Những bó hoa tươi thắm dành tặng và kính chúc sức khỏe đến Đồng Niên 1978 và ông Nguyễn Đức Thủy. Trân trọng kính mời ạ.
mới cũng xin kính chúc cho Nguyễn Hữu Thủy cùng với đồng viên 1978 một năm mới an khang thịnh vượng, mạnh khỏe, tấn tài tấn lộc. Và hy vọng những đồng viên của thôn Mai Động sẽ tiếp tục đồng hành với những giải bóng đá như thế này để giúp cho phong trào bóng đá của Mai Động bước sang một trang mới, đi lên một thập kỷ mới và những điều tươi mới hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với những trận đấu khai mạc ngay bây giờ. Cuộc đối đầu giữa các thủ đồng viên 1997 và các thủ đồng viên 1992. Trân trọng kính mời và chúng ta cùng lựa chọn những vị trí ngồi tốt nhất để chứng kiến theo dõi trận đấu khai mạc ngày hôm nay. Trân trọng kính mời.